Bây giờ mình đang đi theo cái trục thẳng để mà tiến vô cái khu di tích, cái khu mà duy nhất được gọi là có giá trị ở cái làng Lumpidi này, chỉ có một khu này thôi. Vị Bồ Tát nào mà có hai cái núm vú nè. Vậy là loại trừ chùa Việt Nam ra được ha. À, tức là bé trả cái tiền này xong rồi nè. Cộng thêm. Cộng thêm. Kinh thiệt. Thì bây giờ mình sẽ chỉ mua vé thôi các bạn. Mình không thể nào mà mình chấp nhận cái việc chụp hình trả tiền, quay phim trả tiền, quay phim chuyên nghiệp trả tiền 700 đô, mình không chấp nhận. Mình sẽ chỉ trả tiền vé vô thôi. Phật mà đang bế một cái người phụ nữ trần truồng đó, biết thấy không? Đó, một tư thế bế khác nha. Đó, còn ở trên đó là có một vị nữ Bồ Tát thở ngực luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cái cổ họng của mình hơi bị đau cho nên mình nói hơi nhỏ và đôi khi nó sẽ bị ché cái tiếng nha. Mong các bạn thông cảm. Thì các bạn nhìn sau lưng mình á, có hình ông gọi là Little Buddha, tức là ông Phật hồi nhỏ. Thì cái nơi của mình đang đứng á, đang là cái làng Lumbini hay còn gọi là làng Lâm Thị Ni, là nơi của ông Phật sinh ra hồi xưa. Thì Phật á, nó có bốn cái khu di tích lớn, đó là nơi ông sinh ra, nơi ổng thành đạo, nơi ổng giảng đạo và nơi ổng chết đi. Thì đây ở trên đất nước Nepal là nơi ổng thành đạo, ấy nơi ổng sinh ra. Thì tại sao cái di tích này nó lại trở thành cái nơi quan trọng nhất? Các bạn hình dung nè, đây là cái nơi quan trọng nhất nhưng mà nó lại là cái nơi cuối cùng được tìm thấy trên thế giới mà liên quan tới ông Phật. Và nếu cái nơi này không được tìm ra thì tất cả những nơi còn lại trên thế giới trở nên vô nghĩa. Bởi vì có cái nơi này thì mới chứng minh được là ông Siddhartha Gautama, hay còn được gọi là ông Phật, thì chính là một con người có tồn tại trên thế giới này. Cho nên cái di tích này quan trọng là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi vô cái đền của mẹ của ông Phật là bà Maya Devi, nơi mà bà sinh ra ông Siddhartha Gautama. Nó trở thành nơi thiêng và là nơi chứng minh rằng ông Phật, ông Siddhartha Gautama là một con người có thật nha. Rồi, xin mời các bạn theo mình. Cái chùa các bạn nhìn chùa các bạn dễ phân biệt được chùa của nước nào lắm. Bây giờ các bạn nhìn nha, bên trái mình các bạn thấy cái đền có con mắt với lại cái kiểu tháp chuông như thế này, nó giống như là những ngọn núi á, các bạn thấy không? Rồi có hình mắt của ông Phật nhìn rất là cartoon, và cái tượng Phật á, người ta sẽ trưng ra ngoài, thì đó nó sẽ là đền Phật của Tây Tạng theo Kim Cang Thừa và Mật Tông, rất đơn giản, các bạn nhìn là hiểu liền. Còn ở bên đây các bạn nhìn có ông Phật màu xanh nè. Đó. Phật mà màu xanh là các bạn nhớ đến Phật giáo Tây Tạng ngay lập tức nha. Thì Tây Tạng có rất nhiều Phật, trong đó có những ông Phật có những cái màu sắc mà đặc trưng là ông Phật màu xanh. Đó. Và nguyên cái nơi mình đang đứng á, người ta gọi là làng chùa Lumbidi, là tập hợp chùa của tất cả những quốc gia trên thế giới. Sau khi người ta phát hiện ra được cái thánh tích là nơi của ông Phật sinh ra thì người ta cấp phép cho tất cả các nước tới đây xây chùa ha. Các bạn phải đóng rất nhiều tiền nha các bạn, phải xin chính phủ Nepal nữa. Thì một lát nữa chúng ta sẽ đi thử chùa Việt Nam xem nó khác như thế nào. À, thêm một cái mình nói nữa, bởi vì cái này là chùa Tây Tạng cho nên các bạn hình dung ha, những ngôi chùa Tây Tạng thường thường sẽ có bảo vệ đứng canh, tại vì ở trong họ không có những cái người mà hành pháp ở trong, cho nên cái chùa là một cái khu di tích được bảo vệ, cho nên các bạn thường sẽ thấy có bảo vệ. À, các bạn thấy ha, thì họ sẽ không chỉ bảo vệ ngoài cổng mà họ bảo vệ ngay trong chính điện luôn, cho nên các bạn cảm thấy nó sẽ ít một chút sự thân thiện hơn ha. Rồi mình đi tiếp nha, phải bỏ hết tất cả dép trước khi đi vào đền thờ, tức là từ ngoài là mình phải bỏ ra rồi. Đây, trung tâm thế giới hòa bình và đoàn kết. Thật ra cái chùa này mình nhìn á, mình không có cảm giác là nó giống chùa lắm các bạn. Nó xây tất cả bằng bê tông, bê tông, bê tông và bê tông, 100% là bê tông. Mình nhìn nó giống như là cái khách sạn hơn ha, không có cảm giác nhiều lắm. Thì hiện tại cái làng Phật giáo ở đây á, đang bị chỉ trích á, là đã bê tông hóa rồi, nó không còn mang cái nét cổ kính nữa các bạn. Tất cả là xây dựng mới hết nha. Ngay cả cái tượng cái ông Phật Little Buddha nè các bạn, nếu mà không nói ông Phật sao biết ha, nhìn nó như cái thằng bé ở đâu á, nhìn nó kỳ lắm.
Tại vì cái gì người ta cố tạo ra thì nó cũng không có thật. Và mình bật mí cho các bạn á, là người dân ở quanh cái khu làng này á, không ai theo đạo Phật cả, người ta theo đạo Ấn Độ giáo hết nha. Và cái khu di tích này chỉ dành cho nhỏ nhoi những người hành hương ở các nơi trên thế giới đến mà thôi. Cái cây sen ở đây á, nó mọc không giống như Việt Nam ha, cái lá nó không có bự và cái sen của nó nhỏ xíu à, các bạn nhìn nè, tức là Súng. súng hả, à, nó cũng nhỏ nữa đúng không, nhỏ xíu à, các bạn nhìn nó nhỏ xíu vậy nè, để các bạn tượng trưng hay nhìn bàn tay mình nè, cái lá nó chỉ cỡ này thôi, tức là cái môi trường ở đây nó không có tốt. Cái tướng ông Phật màu xanh kia ngồi bị gù lưng kỳ quá. Đó là Phật Tây Tạng nha các bạn, không phải Phật Việt Nam. Chùa Linh Sơn, các bạn đừng nhầm nó là chùa của Việt Nam nha. No, Linh Sơn là chùa của Pháp. Các bạn nhìn các bạn dễ biết lắm, họ xây kiên cố cả bằng xi măng, bằng gạch hết tất cả. Cái mái ngói cũng phải mái ngói nha, họ xây bằng bê tông, sau đó họ giã ngói. Các bạn nhìn kỹ nè. Đó, quay gần cho các bạn thấy. Không phải là chùa Linh Sơn ở Đà Lạt nha, nó bê tông 100% luôn á, nhìn nó không có cảm giác gì. No thanks. Có anh bán nước ở ngay trước cổng chùa Linh Sơn nè, Linh Sơn Temple. Bé có muốn vô coi thử không? À, thôi đi đi ha, nó như bê tông á mà. Ở đây là chính phủ Nepal họ kinh doanh cái mảnh đất này, mà chùa Pháp nó xây như kiểu châu Âu, xây Phải nhìn thấy không có sự chăm sóc luôn xây không có tâm, xây không có tâm, xây giống như để xí chỗ trước á, xí chỗ trước, tại vì cái khu này các bạn chưa có điện, chưa có nước. Ở chỗ mình ở ngay cái khách sạn là nằm trong khu viên này á, là tất cả điện là phải chạy máy phát điện, cho nên một ngày bị cúp điện cả chục lần. À, nước rất yếu, tức là nhiều khi mình mở cái vòi nước mà nước nó không chạy ra luôn. Cho nên cái khu này bạn phải xí trước nha, tại vì hiện tại là họ đang đầu tư Liên Hợp Quốc luôn, và các quốc gia là đang đầu tư để mà làm điện, làm đồ cho cái khu vực này phát triển lên. Thì hiện tại cái đầu tiên họ đã xây năm 2019, đó là biến cái sân bay nghèo nàn của Lumpini trở thành sân bay quốc tế số 2 ở Nepal. Ở Nepal chỉ có một là Kathmandu là có sân bay quốc tế thôi. Này là chùa nước nào ta? Chùa mà ở trên cái điện kìa, có để hình hai con gì ta? Con nai hả? Hình dung có là chùa gì ta? Không có tên. À, trung tâm trị liệu thì nó có thể là tu viện, ở đây không phải là chùa thì là tu viện. Cái này có thể là họ xây chưa xong nên họ chưa có để biển. Ai theo đạo Phật đâu, ta tới đây giống như là đi đầm sen suối tiên á, mà nhìn nó giống đầm sen suối tiên thiệt, tại vì những cái chùa này nó xây mới, nó không có sự linh thiêng ở đây. Đi đi qua đây anh nhìn cái là anh biết chùa của nước nào liền. À, để con không biết ở đây cho quay video không đã. Ờ, đi. Ok. Vô đây bé, bỏ giày ra.
Điều đầu tiên mình vô mình nhìn ở đây á, dễ phân biệt lắm các bạn. Chùa mà xây bê tông 100% là chùa của châu Âu. Nhưng mà của nước nào thì vô trong nhìn mới biết ha. Đây. Cái tượng Little Buddha, Phật hồi nhỏ. Nhìn cái con mắt bự như thế này thì chắc chắn là chùa châu Âu. Với lại không có một nét nào của gần gũi với Phật châu Á nói chung á. Cho nên mình án chừng đây là chùa châu Âu luôn. Với lại cách họ xây bằng bê tông. Cái kiểu màu sắc này giống chùa Hàn Quốc à. Cái màu min nè à. Hàn Quốc họ thích xây cái chùa màu min. Nhưng mà chùa này mình vẫn nghiêng về là chùa châu Âu. Thật ra mình đi tham quan với một cái góc độ là cứ đi đại nha các bạn. Mình vô cái khu làng này và mình đi đại. Cho nên mình sẽ đánh giá những cái cảm giác đầu tiên mình nhìn. Bắt đầu có cái bát quái bên đây nè. Nếu mà nhìn theo những cái hình ảnh như thế này, có quỷ thần Phật từ lưu hục dưa hết, tức là thiên đàng địa ngục, có nghĩa là đại thừa. Đại thừa là họ bắt đầu thần thánh hóa lên rất nhiều thứ. Đại thừa giống như Trung Quốc. Thì hầu hết tất cả chùa của châu Âu á là sẽ theo đại thừa và gần giống với lại của Việt Nam. Này xây bê tông ớn quá. Những cái này họ làm chạm khắc rất xấu các bạn. Nó xấu hơn một cái chùa rất bình thường ở Việt Nam mình nữa. Không có tâm, làm cái này không có tâm. Làm việc không có trái tim. Đây, vị Bồ Tát nào mà có hai cái núm vú nè. Vậy là loại trừ chùa Việt Nam ra được ha. Thôi mình đi vô chánh điện đi. Đây. Ô, các bạn nhìn nè. Ở đây nó có cái kim cang chữ kìa. Phật giáo Tây Tạng. Loại trừ ha. Vậy là chùa châu Âu theo Phật giáo Tây Tạng. Nó dễ nhìn lắm. Nè, có biểu tượng nè, con voi nè, con khỉ nè. Đó, đây là những cái này là ở trong Phật giáo Tây Tạng hết. Rồi, đi tiếp. Ở đây chùa họ cũng phân theo cái giai cấp như thế này các bạn. Các bạn hình dung nè. Cái khu di tích mà được cả thế giới công nhận, tức là nơi ông Phật sinh ra, nó sẽ nằm ở đây. Đây, nghe cái chấm mình nói. Sau đó nó sẽ có một cái con kênh, nó đi thẳng lên. Và sau đó các bạn nhìn cách người ta phân chia giai cấp nè. Bên tay trái là tất cả những chùa của đi theo Đại Thừa và Tây Tạng, tức là chùa Việt Nam, chùa Hàn Quốc, chùa Nhật, chùa Pháp, chùa Đức, vân vân vân, nằm hết về tay trái. Còn bên phải là tất cả là chùa đi theo Tiểu Thừa Nam Tông hay là Thượng Tọa Bộ, tức là chùa Myanmar, Campuchia, Thái Lan, tất cả nằm hết về bên tay phải của mình. Có nghĩa là hai cái đạo giáo này, hai cái tông phái lớn này không bao giờ giao thoa với nhau được, cách nhau bằng một con sông. Đó đã là một cái sự phân chia về giai cấp rồi. Tại vì sao? Hai cái đạo giáo này khác nhau ở chỗ nè. Tiểu Thừa Nam Tông, Thượng Tọa Bộ, chùa Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Sri Lanka, vân vân. Họ không thừa nhận giá trị của vị Bồ Tát. Ha, Bồ Tát họ không xem trọng, và họ xem trọng đó là vị A-la-hán. Tức là bạn tu làm sao mà bạn đạt tới cái sự giác ngộ thì bạn sẽ được gọi là A-la-hán. Thì đứng phải phía bên đây. Và bạn tu, người thường không thể thành A-la-hán được mà bắt buộc bạn phải vô chùa xuất gia. Giống như là ở Thái Lan á, ai mà định đi chùa là phải từ nhỏ vô chùa. Đó. Còn nếu không thì sau này bạn lớn á, thì bạn phải vô chùa tu hẳn luôn. Thì bạn mới cơ hội đắc đạo được thành A-la-hán. A-la-hán được gọi là tương đương với lại Phật ha. Còn tất cả chùa bên đây, chùa Tây Tạng, chùa Đại Thừa, như là Việt Nam, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, là họ tin vào Bồ Tát. Họ lại không tin A-la-hán. Họ coi A-la-hán á, là chưa đạt tới Phật. Nhưng mà họ tin rằng á, Bồ-Tát là đạt tới Phật rồi, đạt tới sự từ bi. Thực tế như thế này, cái Bồ-Tát á, bạn còn phải phân chia một chút nữa nha.
Tại vì sẽ có đạo họ nói rằng Bồ Tát là đã đạt tới cảnh giới của Phật, còn có đạo thì họ nói rằng chưa đạt đến. Nhưng mà vấn đề là họ thừa nhận Bồ Tát là một vị Phật. Đó. Cho nên bạn phải phân chia ra, tại vì hai bên cái góc nhìn nó đã khác nhau rồi. Tôi tin A-la-hán, tôi tin Bồ Tát, nhưng mà cả hai đều tin Phật. À, cách nhau bằng một con sông để phân chia. Vậy các bạn hình dung rồi ha. À, trong từng cái vấn đề thì mình sẽ nói riêng cho các bạn sau. Chùa ở đây á, cho bạn quay thoải mái luôn chứ không có cấm. Bạn sẽ bắt gặp có những nơi không cho quay, không cho bạn làm gì hết, có những nơi cho thoải mái, cũng là tùy. Ở đây là chùa Tây Tạng rồi. Tây Tạng nhưng mà do người châu Âu xây, mình khẳng định luôn không phải người Tây Tạng xây. À, các bạn nhìn lên cái chánh điện á, các bạn sẽ thấy á, là có rất nhiều Phật. Phật của Tây Tạng là có tới cả trăm Phật lận nha. Thôi, Đức Lạt Ma đây nè. Đó, Đức Lạt Ma. Anh nói đúng rồi. Các bạn nhớ lần trước mình nói cái kim cang chữ không? Khi các bạn gấp lại hình tư á, gấp chéo lại là nó đại diện cho bốn hướng, bốn phương tám hướng trong đạo Phật giáo mình đó. Và Phật giáo Tây Tạng nó thờ nhiều con linh vật ở trong đó. Đợi xíu nha, kiếm coi có cái tượng Phật làm tình không. À đây nè, bé nhìn lên trên đây nè. Đó, có cái tượng Phật mà đang bế một cái người phụ nữ trần truồng đó, bé thấy không? Đó, một tư thế bế khác nha. Đó, còn ở trên đó là có một vị nữ Bồ Tát thở ngực luôn, trần truồng luôn, ưỡn cái ngực ra. Những cái hình tượng khỏa thân và sắc dục ở trong Tây Tạng á, nó là một nét đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng, các bạn nhớ nha. Nó là một nét đặc trưng như thế này. À, con người không thể thoát được sắc dục, cho nên á, cái năng lượng sắc dục của con người rất là nhiều. Thì họ muốn á, những cái người mà tu theo cái đạo Phật giáo Tây Tạng á, các bạn phải nếm cái sắc dục, cái sự chịu đựng của sắc dục á, bạn nếm cái điều đó và lấy cái năng lượng đó dồn nén lại để cho các bạn tu hành ha. Chứ nó không phải giống như là những cái mà ở Việt Nam mình á, các sư đang nói là nó tượng trưng cho gọi là cái sự tứ đại giải không của người tu hành. Lại cho dù á, có một cô gái tới ôm mình vẫn không phản ứng, cái đó là sao các bạn? Con người không thoát được chuyện đó, kể cả ông Phật luôn không thoát được chuyện đó. Bạn nhớ, bất cứ thời điểm nào, cho dù bạn tu ở góc độ nào, bạn ở bao nhiêu tuổi, bạn đắc đạo bao nhiêu, bạn vẫn không thoát được cái sắc giới và dục giới nha. Bạn phải luôn luôn nhìn vô nó để bạn có động lực mà bạn cố gắng không bị dính. Nó là Phật giáo Tây Tạng, không phải cái cách giải thích như ở Việt Nam mình nói. Nó là biểu tượng. Rồi đi qua đây coi mấy cái tượng. Trời ơi, cái thùng tiền nó bự dã man luôn ha. Đâu cũng vậy. Nó là khu du lịch. Nó là khu du lịch thứ nhất. Và thứ hai á, đây là khu di tích nơi Phật sinh ra. Bạn phải tốn rất nhiều tiền để bạn mở cái chùa thì bạn phải thu lại. Nó là chuyện dĩ nhiên. Ở đây toàn là người theo Ấn Độ giáo vô chụp và cho vui không à các bạn. Nào, mình nhìn lên cái điện thờ, chỉ có Phật giáo Tây Tạng bạn mới để cái hình của những cái người lạt ma mà lên trên đó để bạn thờ ngang gần với ông Phật nha. Còn bình thường đó là không được chuyện đó nha. Phật giáo Tây Tạng là họ đang thần thánh hóa những cái vị đạo sư của họ. Nhưng mà mình sẽ rất tiếc với các bạn rằng á, người châu Âu, người da trắng, họ thích theo đạo Phật giáo Tây Tạng hơn là đại thừa của Việt Nam hay là tiểu thừa của các nước như Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ. Tại vì Tây Tạng nó thực tế hơn, nó thừa những cái tính dục ở trong đạo. Tức là con người phải có phát dục, con người phải có si mê dục và mình phải kiềm chế nó. Cho nên phương Tây họ 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 ngộ được cái đạo này hơn, tại vì nó thực tế hơn ha. Nhưng mà với người Việt Nam đa số các bạn sẽ cảm thấy nó ghê, nó cái gì đó nó tục tiểu hay cái gì đó ha, đó là do các bạn nghĩ thôi, chứ người phương Tây người ta theo Tây Tây Tạng nhiều hơn nha. Cái chùa này nó bê tông quá chịu không nổi. Này, sơn lên nhìn giống như hàng mã vậy. Thôi đi bé ơi.
không biết có kịp không, lát nữa mình vô cái chùa Hòa Bình, cái chùa của Nhật á. Lần trước mình đi lên trên núi nhưng mà mình bị người ta đuổi ra, mình vẫn còn đang ấm ức nhiều thứ lắm. Mình muốn quay lại cái chùa đó. Ở Nepal có hai chùa Hòa Bình của Nhật, nằm trong tổng số 80 chùa trên thế giới. Phật nằm. Cái chuông luân hồi cũng là biểu tượng của Phật giáo đó, xoay cái vòng luân hồi. Mấy đứa nít xoay quá trời. Xoay cái này là trở về 360 chục kiếp trước. Thôi vậy được rồi bé. Dạ, ở kiếp này thôi. Kiếp này ở với bé đủ rồi, đi đâu kiếp nào nữa. Bởi người Việt Nam mà vô mấy chùa này là các bạn tắt thở hết. Cho nên các bạn phải có cái góc nhìn đa chiều về mọi thứ ha. Rồi giờ mình up mấy cái hình mà video mà Phật mà ôm mấy cô gái làm tình mấy bạn khó chịu lắm. Nhưng mà nó là nó có cả ngàn năm nay rồi, có ai mà vẽ nó ra đâu. Nó là một phần trong Phật giáo Tây Tạng. Và thật ra Phật giáo Tây Tạng lấy từ Ấn Độ giáo nha các bạn. Đó là cái cô gái đó là tượng trưng cho vị nữ thần Sati, nữ thần sinh đẻ trong Ấn Độ. Đạo Phật là có gốc từ Ấn Độ mà ra. Sinh sao để muộn. Này khàn cổ quá. Đạo Sikh á bác, đạo Sikh. Đạo Sikh. So what do you think of Buddhists? We think the Buddhists is a very, they are very, very nice. Very nice. We are visiting also first time also. Okay. First time visitor. So you come here to learn different religion, yeah, right? Yes. Yeah. Have a good time. Same to you. Bye bye. Bye. Đạo Sikh cũng là một đạo của Ấn Độ. Ấn Độ có bốn đạo nè, Kỳ Nã giáo, Đạo Sikh, Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Thì thực tế các bạn, thực tế. Ông Phật á, ổng sinh ra là ổng là một thái tử ở Ấn Độ. Ấn Độ, không phải là Nepal ha. Thì ổng sinh ra trong một gia đình là Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo á, là tiền thân của Ấn Độ giáo. Và ổng sinh ra trong cái giai cấp là chiến binh. Thì ở Ấn Độ nó có 5 giai cấp. Bà La Môn là lớn nhất, là những vị đạo sư, những người hành lễ cho vua chúa. Thì là đạo sư là người có giá trị cao nhất. Có nghĩa là họ sẽ đầu thai bao nhiêu lần họ vẫn là Bà La Môn, không bao giờ họ rớt cái kiếp đó hết. Cho nên có nghĩa là họ làm cha chú người ta hoài. Ông Phật và cha của ổng là trong giai cấp chiến binh trong Bà La Môn giáo. Còn những người dân thường là những cái cấp dưới nữa, còn ba cấp tiếp nữa. Còn hiện nay Ấn Độ họ có khoảng trên 1000 giai cấp. Ứng với mỗi giai cấp là các bạn sẽ có một cái công việc nào đó ha. Đại khái người ta định ra những cái giai cấp để đảm bảo rằng người giàu sẽ mãi mãi giàu, người nghèo sẽ mãi mãi nghèo, mà người đi hốt phân sẽ mãi mãi đi hốt phân. Ông Phật là giai cấp chúng, ông Phật, ông Siddhartha Gautama là giai cấp chiến binh nha. Ông là người Bà La Môn giáo. Cái giai đoạn đầu tiên á, ông cảm thấy giàu sang cuộc sống quá sung sướng, nhưng mà mình vẫn phải chết, vẫn phải khổ. Ông mới cảm thấy không hài lòng. Ông mới tìm cái con đường để mà thoát khổ. Thì đầu tiên là ông tu theo Bà La Môn giáo, tức là nhịn ăn, nhịn uống, khắc khổ, leo trên núi tu. Mà ông tu thất bại hết. Ông tu thất bại, mình nhớ bao nhiêu năm, chục năm gì đó. Tu thất bại hết. Cuối cùng á, ông chỉ có ngộ đạo trong 49 ngày nha. Vậy là các bạn biết á, là đạo Phật á, nó có gốc từ đạo Bà La Môn ra. Bởi vậy những cái hình tượng giai cấp, kiếp trước, kiếp sau, luân hồi, linh hồn, thiên đàng, địa ngục, tất cả mọi thứ là đều trong Ấn Độ giáo mà ra. Ha, đạo Phật là vay mượn hoàn toàn. Chỉ có một điều duy nhất mà ông Siddhartha ông đã làm á, đó là ông xóa bỏ giai cấp. Ông xóa bỏ toàn bộ tất cả giai cấp của con người, ai ai cũng ngang nhau hết. Cho nên một cái điều mà hiện tại các bạn đang thấy trong chùa không có, đó là sự phân cấp, sư trụ trì, phó trụ trì, rồi phân chia những giai cấp lớn trong chùa là sai. Tại vì trong Phật giáo tất cả mọi người ngang nhau. Sư trụ trì hay là cái anh sư quét rác là ngang nhau. Còn bạn phân theo cấp bậc, có nghĩa là bạn phân giai cấp là bạn đã bị sai rồi. Khi bắt đầu mình có phân giai cấp là mình có tham sân si,
con người sẽ muốn đạt tới những giai cấp đó là đã sai trong Phật giáo rồi, làm sao bằng tu được. Rất nhiều vấn đề lợi ích trong những giai cấp. Đó là lý do ông Phật ông bài trừ giai cấp, mà từ cái đạo Bà La Môn giáo mà nó sinh ra cái đạo Buddha. Mình không nói đạo Phật nữa, tại vì đạo Phật bây giờ nó nhiều quá. Tới nỗi mà thiền sư Thích Nhất Hạnh, ông vừa mới mất á, ông không chấp nhận từ Phật. Ông nói là đạo này phải dịch ra từ Bụt, tại vì ông không muốn cái đạo mà ông đang hướng đến á bị mọi người nhầm hiểu là đạo Phật. Từ Bụt. Chùa Lotus Bloom. Đây là gì ta? Chùa này của Pháp nè. Cái chùa châu Âu là nhìn vô nó bê tông rồi bé ha. Đi chang. Nó bê tông từ đầu đến đuôi là chùa châu Âu hết. Cái này chùa của Pháp. Đi vô thử một xíu không bé. Hôm nay mình bị khang cổ quá các bạn, cho nên cái giọng nghe nó hơi kỳ nha, các bạn thông cảm nha. Nhiều khi nghe nó hơi gà mái một chút. No. Phật ngồi trên tòa sen. Lẽ ra mới đến đây á, mọi người sẽ đi cái khu di tích đầu tiên á, cái nơi mà ông Phật sinh ra. Tại vì cái giá trị của nguyên cái khu này, tất cả nguyên một khu này luôn, giá trị của nó chỉ nằm ở một cái cột thôi. Thì một lát nữa tới khu di tích mình nói. Còn tất cả mấy cái linh tinh này là người ta xây sau này các bạn, nó không có giá trị. Nó giống như là bạn đi du lịch khu Đại Nam vậy đó, nó không có giá trị gì hết đó. Quá đáng ha, cái cờ để hình con thỏ mới ghê chứ. Con thỏ hay con lừa ta? Các bạn đi về nơi sinh của Phật, cái nơi được gọi là di tích lớn nhất của đạo Phật á, thì các bạn phải chuẩn bị sẵn tâm lý nha, chứ không các bạn bị sốc văn hóa. Ở đây họ đang nói về cái nơi sinh của Phật á. Ở đây là chùa, nó ghi từ Lotus, có nghĩa là có cái đài sen. Họ đang muốn nói tới cái điển tích á, là khi ông Phật ổng vừa lọt lòng sinh ra một cái là ổng đứng lên ổng nói chuyện, ổng bước một bước là hoa sen rớt lên tới đó, bước nào ra hoa sen tới đó. Họ đang sử dụng cái điển tích đó để họ xây cái đền này. Đây nè. Điển tích. Bạn nhớ những điều mình nói là trong truyền thuyết của Phật giáo nha. Ồ, hết rồi. Cái này nó chỉ vậy thôi, chỉ vô đây cho mọi người ngắm thôi. Dù sao cái chỗ này họ cũng không có để cái thùng đồ này. Chùa này chùa của nước ngoài. Trời ơi, Angkor Wat là gấp 1000 lần. Làm sao mà so sánh cái khu Lâm Bi Đi với lại đền thờ Angkor Wat ở Campuchia được. Hai cái đẳng cấp khác nhau. À, mình quay lại cái này cho mẹ coi, để coi mẹ còn muốn đi khu di tích của Phật nữa không. Ông anh ơi, mẹ nếu mà đi Nepal là mẹ chỉ muốn donate tiền thôi. Donate bao nhiêu? Mẹ nói mình á, tại sao mình không đến chùa Việt Nam ở Nepal thôi, mình được đi đâu hết, mình lấy hết số tiền á mà mình định dành cho chuyến đi mình donate cho chùa, mẹ nói vậy đó. Qua thẳng chùa của sư Huyền Diệu gì đúng không? Đúng rồi, mẹ nói vậy. Xong mà lấy hết tất cả tiền của chuyến đi để mà cúng cho sư thầy. Đúng rồi. Nếu mà ai cũng có một tư tưởng như thế này á là bạn có thể xây được hàng vạn ngôi chùa trên thế giới. Cái chùa này nè, nhìn mình sẽ nghĩ ngay tới Nepal ngay lập tức. Các bạn biết lý do tại sao? Tại vì cái máy của nó bằng vàng. Tại vì ở Nepal á, họ theo Ấn Độ giáo, mà hồi xưa á, tất cả những cái máy và cái chuông họ làm mạ vàng hết. Bây giờ thì nó làm màu vàng thôi. Cho nên những cái chùa mà các bạn thấy như vậy, các bạn sẽ nghĩ tới có khả năng rất cao nó là chùa Nepal. Chùa Nepal thì nó sẽ là Phật giáo Tây Tạng. Ở Nepal kìa, chữ Nepal kìa. Nó vòng vòng có nhiêu đó thôi mà. À, có thêm đôi mắt cartoon nữa là biết Tây Tạng rồi.
Nepal á, họ có cái phong cách á, cái gì mà họ rờ được á là họ đem họ tạc hết. Cho nên bạn sẽ thấy cửa sổ, cửa nẻo, cột trụ gì đó họ khắc họ đẽo hết. Người Nepal họ vậy đó, rất là rảnh rỗi ăn ở không. Ngay từ cái chỗ mình ở Nepal cũng vậy rồi. Cái cửa vô á là có 5 ông Phật ở trên nè, 1 2 3 4 5, 5 ông Phật của Tây Tạng. Chứng tỏ ở đây họ hopping cái đồ này nhiều cho nên cái thùng hay cao hơn xíu. Nhưng mà công nhận cái chùa của Nepal á, chùa nào cũng đẹp nha. Ha, cái cách họ trạm trổ nó thủ công. Mình vô mấy cái chùa của Pháp, của Đức hồi nãy các bạn thấy, nhìn nó thấy gớm thiệt. Xây cái gì mà bê tông với lại cốt thép không. Tới cái cổng mà họ cũng xây bằng bê tông rồi họ vẽ lên nữa. Quá đáng thiệt. Này bạn nhìn cái cột nè. Cột họ chạm đẹp quá trời. Mình làm chùa mà, đã nói là chùa rồi, mình có rất là nhiều thời gian gọi là theo kiểu dân giả mình là kiểu ăn ở không, hay là theo kiểu Phật có nghĩa là rất có nhiều thời gian để mà tu tâm, thì mình có rất nhiều khả năng để làm những điều này chứ. À, chùa Nepal bước vô là mình cảm giác nó hòa bình ngay lập tức. Trời đẹp quá. Bé, cái cửa sổ trên đây đẹp lắm nè bé. Cái cửa sổ trên đây đẹp lắm nè. Đây cửa sổ trên đây nè. À, làm đẹp ghê luôn á. Cái kiểu đền này á, người Ấn Độ người ta rất thích. Mà mỗi lúc mà người ta đứng vô á, người ta sẽ nghĩ rằng á, đây là một vị thần của Ấn Độ. Cho nên á, bạn sẽ thấy người ta chét mấy cái phấn lên mặt của ông Phật, hay là họ chụp hình. Họ không có nghĩ họ chụp với Phật đâu, cho nên các bạn thông cảm nha. Họ sẽ xoa mặt rồi họ 888 rồi họ chụp là bình thường. Nè, mình nói đúng không nè, các bạn nhìn nè. Những cái vết chét nè, thấy chưa? Đây nè. Đó. Đây mình đi mình thấy hoài mà. Người ta ném gạo, ném thóc, ném hoa lên mình lum. Mấy người Ấn Độ á. You are Buddhist? Yes. You are Buddhist? Yeah, we are from India. But you are Hindu or Buddhist? I'm Hindus. Hindu. Ah, Hindu. Yeah. Okay, so you just visit this place for... Yes, we came for to visit this Lumbini. Okay. We came to visit all Nepal places. Okay. We went to Kathmandu, Lumbini. This is the Lumbini, Pokhral, yeah. Muktinath. Yeah. Oh. All the places we have visited, we are close to going back to Gorakhpur, India. Okay. Đi nhiều quá ha. Okay. Nice. Đi chàng mình á. We are Indians. Okay. Bây giờ là hành trình đi kiếm người mà theo Phật giáo là khó lắm, không phải giỡn đâu. Đi vô coi cái đền trong đây nha. Hôm nãy giờ đi coi cái chùa này là thấy không phải cái chùa này nó gần giống một cái đền hơn. À, Phật Tây Tạng này các bạn nhìn nè. Đây các bạn nhớ nha. Tay phải cầm cái kim cương chữ. Lần trước trong cái chùa Swayambhunath mình nói rồi cái biểu tượng. Tay phải cầm kim cương chữ. Tay trái cầm cái chuông. Một cái là dương tính, một cái là âm tính. Tượng trưng cho nam và nữ. Khi hành lễ thì họ sẽ chấp lại như thế này. Bốn phương tám hướng. Thì đây là ông Phật của Tây Tạng. Phật Tây Tạng mình nhớ có mấy trăm Phật nữa. Nhiều Phật ha. Có những Phật giống như là nữ vậy đó, cỡ trần có ngực bự ra vậy nè, uốn lên vậy nè. Họ tự tin lắm các bạn, người Tây Tạng họ rất tự tin về những vị Phật của họ. Cái này có thể là những người tu đạo đạt tới một cái cảnh giới nào đó. Trong Tây Tạng họ thần hóa con người lên nhiều. Có tạo ra những vị lạc ma, những cái người đó họ có khả năng họ khuynh đạo chính trị nha các bạn. Họ có khả năng họ nói một tiếng là chính trị của nước đó là chao đảo luôn đó. Cho nên rất là nguy hiểm khi mà để cho đạo giáo nắm cái chính phủ. Please,
Oh, where are you from? I'm India. Yeah, I'm Vietnam. So you are Hindu? Thank you. Thank you. I'm Hindu. Okay. Yeah. So why do you want to visit Buddhist? Buddhist, né? Buddhist temple. Hindu me, my Andhra, India me, Hyderabad me, Andhra. Okay, interesting. Telangana. Okay. And so, pilgrim say, Mukti Dham, yeah. Yeah. Atman. Yeah. Either say. Yeah. Go to Hyderabad. Okay. Hyderabad, Telangana. Okay. Jayega. Okay. Thank you. Nice. Bye bye. Lượng độ đông quá trời. Cái chùa Hòa Bình này bé ơi, cái chùa Hòa Bình thẳng ở phía trước á, chùa hả? Hòa Bình thế giới, đây là một trong hai chùa Hòa Bình xây ở Nepal, một cái Pokhara lần trước mình đi và là cái chùa số 71 trên 80 chùa trên thế giới. Đây là vị trí đẹp nhất ở trong khu Lumbini luôn, không ở đâu đẹp bằng. Tại vì tất cả hồi nãy mình nói nha, bên trái là chùa của Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp, bên phải là chùa theo tiểu thừa của Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, cách nhau bởi một con kênh. Còn chỗ mình đang đứng là nơi ông Phật sinh ra. Để các bạn hình dung nha, ông sinh ra nhưng các đệ tử của ông bắt đầu chia bè nè, chia phái, chia bè, chia phái. Và nhìn thẳng phía trước, đó là một ngôi chùa hòa bình. Chúng tôi muốn tất cả các bạn hòa bình, đừng có đấu tranh với nhau về điều gì nữa nha. Vị trí đẹp quá, xuất sắc. Đứng bất cứ vị trí nào cũng thấy. Mà quan trọng bạn đứng ở đầu con kênh, bạn sẽ thấy cái đuôi là cái chùa hòa bình. Nhưng mà chắc chắn là những cái chùa này sẽ không bao giờ hòa hợp với nhau được. Tại vì khác tông, khác phái, cái góc nhìn của họ về Phật giáo khác nhau, con đường ngộ đạo khác nhau, cách hành đạo khác nhau. Ngay trong cái việc mà ông Phật mà ôm một cô gái mà giống như kiểu làm tình á, thì cái quan niệm nó đã khác nhau rồi. Thì làm sao bạn có thể chung đạo với nhau để mà nói chuyện được. Thì cái con kênh này, nó là con kênh tự nhiên các bạn. Tức là con kênh này được nhân tạo đào ra, nhưng mà nước là tự nhiên từ sông chảy vô nha, và nó vẫn có lưu thông, chứ không phải là một con kênh chết. Nó sẽ chạy và nó nối dài ra con sông bên ngoài. Các bạn nhìn, các bạn thấy nó giống như là châu Âu ha, nhìn thẳng một đường giống châu Âu. Và cái chùa Hòa Bình á, cảm giác nó giống như là cái đỉnh của cái đền Ta Ma Ha ở Ấn Độ. Các bạn thấy cảm giác giống không? Mờ mờ ảo ha, giống ha, đẹp. Nói chung cái khu này là được quy hoạch bởi ông kiến trúc sư người Nhật nha. Ông thiết kế rất là cất công nha. Ông đào rất là nhiều những con kênh nhỏ để mà dẫn nước vô trong con kênh lớn. Rồi con kênh lớn á, nó sẽ đổ nước vô trong cái ao thánh nơi mà ông Phật tắm lần đầu tiên á, là nước có lưu thông, không phải là nước chết nha. Cho nên ông kiến trúc sư này á, là ông rất là có ý tưởng để làm. Mà cái khu này mình đánh giá là đẹp nè. Ông có một góc nhìn rất là châu. Tổng khu là ông thiết kế. Cho nên nếu các bạn nhìn tổng khu á, các bạn sẽ thấy đẹp, tiêu chuẩn đâu ra đó. Nhưng mà các bạn vô từng phân khu của các chùa, chùa Pháp, chùa Đức, chùa đồ á, các bạn coi thì nó bắt nháo lắm. Bên trái là cái khu di tích, lát nữa mình sẽ vô ha. Còn hiện tại bây giờ cái điều quan trọng nhất á, là mình phải đi uống nước cái đã. Thì nó lạnh ngắt à, mà chỉ bán cho tất cả mọi người là chai không có lạnh. Bạn biết là ở đây họ nghèo tới nỗi mà họ không có nước lạnh, không có đá mà uống luôn á. Mỗi lần mình đi một cái quán nào, một cái nhà hàng, một khách sạn, mình phải nói là cho tôi một chai nước ngọt mà có rất là nhiều đá, và họ mang lên cho bạn được hai cục đá. Đó là rất nhiều rồi đó, phải giỡn không? Ở phía trước nè, các bạn thấy mọi người bu đông không? Toàn là người đen đen, Nepal, Ấn Độ, đi đến chơi vui thôi chứ không phải Phật đâu. Ở cái khu đó, khu thánh địa đó, lát nữa mình sẽ ra nha. Đền Maya. Bây giờ mình đang đi theo cái trục thẳng để mà tiến vô cái khu di tích. Cái khu mà duy nhất được gọi là có giá trị ở cái làng Lumbini này, chỉ có một khu này thôi. Tức là bởi vì có nơi này mà tất cả những nơi còn lại được xây dựng. Phía trước mình là hình ông Phật nhỏ đó, Little Buddha đó. Ông đứng, ông chỉ tay lên trời các bạn. Các bạn search Google thử coi cái hành động này là hành động gì. Thực ra chuyến đi này lẽ ra mình còn định đi một vài nước nữa,
mà mình cuối cùng mình ở Pokhara lâu quá, ở mười mấy ngày lận. Khu này người ta vẫn đang xây dựng, các bạn nhìn bên trái và bên phải người ta vẫn đang xây nha. À, những người đến đây mà chụp hình ông Phật là giống như kiểu một khu tham quan thắng cảnh vậy đó, chụp về kỷ niệm vậy thôi chứ họ không có ý thức về tôn giáo nha, tại không phải là đạo của họ. Có nhiều người cũng thắc mắc là tại sao ông Phật có tóc mà sao thầy tu lại không có tóc. Các bạn thử suy nghĩ xem, ông Phật tới khi ông đắc đạo ông vẫn có tóc nha các bạn, vậy tại sao khi tu các bạn phải cạo đầu? À, các bạn nhìn cái chữ Lumbini nè, ở đầu chữ Lumbini có biểu tượng là hai con hạc. Thì chùa Phật giáo ở Việt Nam mình sẽ có một vài con hạc ở trong đó. Thì cặp hạc người ta tượng trưng cho cái gì ta? Sự thanh bình, sự vĩnh cửu, sự vĩnh cửu. Nó không phải tượng trưng gì cho Phật giáo nha, Phật giáo không liên quan gì tới con hạc nha các bạn. Hôm nay giọng mình bị techno quá, các bạn nghe mà có bị khó chịu các bạn đừng trách nha. Hai con hạc, người ta nói hạc là cái loài vĩnh cửu nhất. Lumbini là lâm tỳ ni. Cái nơi ông Phật ổng sinh ra, cái xứ gì đâu mà nó nghèo, mãi tới bây giờ nó cũng nghèo các bạn, nghèo bền vững, nghèo mà từ năm 500 trước công nguyên tới giờ là mấy ngàn năm, 3000 năm. Nguyên cái khu Lumbini á, các bạn đi hết luôn cái tỉnh Parawa. Parawa thì nó có cái làng Lumbini, nơi ông Phật ổng sinh ra. Người dân người ta nghèo, nghèo tới nỗi là không còn gì để nói các bạn, chỉ có bốc đất lên mà ăn thôi. Nó khô cằn, nó nóng nực, trời ơi nó nóng phải 40 mấy nè, 47-48 độ, sống làm sao cho nổi. Ở anh chị người xích cũng đi nè, cũng đi qua tới khu này. Người Sikh ngưỡng độ da cũng không có đen quá ha. Người Sikh ít lắm, theo đạo Sikh. Cái thiểu số của đạo Sikh thôi nó đã gần bằng dân số Việt Nam mình rồi. Ấn Độ tới 1 mấy tỷ dân lận các bạn. Nghe cả tới những cái đạo lạ như vậy mà còn tồn tại được Ấn Độ, mà tại sao Phật giáo lại bị tận diệt ở Ấn Độ? Các bạn phải đặt câu hỏi, vì sao? Các bạn thử đặt câu hỏi đó rồi các bạn trả lời thử xem. Nếu mà một cái đạo mà nó tốt, nó đi vô trong đời sống của con người để thực hành và nó mang lại niềm hạnh phúc, chắc chắn nó không bao giờ bị tận diệt. Ấn Độ tận diệt đạo Phật, Nepal tận diệt đạo Phật, Trung Quốc hóa đạo Phật, trở thành họ biến cái chữ Bù Đờ trở thành chữ Phật, và chữ Phật được lấy từ Trung Quốc ra. Tại sao? Các bạn đặt những câu hỏi tại sao đó, nhiều câu hỏi lên các bạn sẽ hình dung ra. Tại sao đạo Phật nó lại sinh ra tới cả ngàn tông phái? Kỳ vậy. Tại sao các tông phái đạo Phật không thể nói chuyện với nhau được? Tại vì chúng ta cũng thờ Phật mà tại sao không nói chuyện với nhau được? Kỳ. Chùa Việt Nam thì lại có những cái ác ý với lại chùa của tiểu thừa. Nói cái việc các bạn gọi từ tiểu thừa là các bạn đã ngụy tạo vấn đề rồi. Tiểu thừa có nghĩa là các bạn coi thường người khác. Mà hiện tại bây giờ mình vẫn nghe các sư ở Việt Nam nói từ tiểu thừa. Nếu mình nói không đúng các bạn cứ bấm search YouTube và coi nha, các sư ở Việt Nam đang nói. Con đường này nó thanh bình thế. Tính từ đầu đường tới con đường sẽ rơi vô khoảng 1 cây số. 1 cây số. Hai bên là sông. Trong cái khu di tích này á, chính xác là ở ngoài người ta không cho các bạn mang xe đạp, xe máy vô, và họ có một cái cửa để chặn. Nhưng mà mình thấy ở ngoài người ta đậu xe đạp, xe máy bình thường, bạn làm sao bạn cấm được? Chưa. Nhiều khi mọi người hay thích cấm điều này điều nọ, nhưng mà không cấm được các bạn, cuộc sống của con người.
người Myanmar với người thuộc cái vùng Nam Á. Người Nepal cũng chắc tiền kìa. Vùng Nam Á. Ui nói vậy thôi, chắc người Nepal vô hết chứ, cấm gì cho được. Mình là 600 đó. Trời, camera phim. Lần trước có bạn nào trên YouTube nói là thua di tích của những người dân bản xứ là sai. Mình đi hết cái thế giới này rồi các bạn, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, qua nước nào cũng vậy, không có nước nào mà nó free cho người dân nước đó đó. Tính tiền hết nha các bạn. Tùy khu, có những khu gọi là public quá là bạn không thu tiền thôi, chứ còn di tích là thu hết á. Người những quốc gia khác là mình đúng không? Order country sẽ là... Anh thấy gì, ông muốn quay phim là thêm 3 đô. Muốn quay mặt của Đức Phật là các bạn có 25 đô. Hóa ra người ta cấm các bạn quay là bởi vì phải trả tiền thôi, chứ không phải là bởi vì Phật Pháp gì hết các bạn. Hồi đầu mình coi nhiều video, mọi người nói là không được quay, là bởi vì các bạn đang camera free là 3 đô, còn muốn quay là thành 25 đô. Còn nếu mà các bạn muốn quay phim là 700 đô. Tức là chụp hình hả? Chụp hình là 3 đô? Dạ. Video camera là 25 đô. Dạ. Còn quay phim mà theo kiểu chuyên nghiệp là 700 đô. Dạ. Vì lý do gì chúng ta phải phân chia ra cái việc vé như vậy? Các bạn vô vé bình thường. Đầu tiên, các bạn đã phân giai cấp rồi nha. Nếu mà người Myanmar, người Thái Lan, người Sri Lanka thì các bạn sẽ có giá khác. Còn nếu các bạn là người Ấn Độ, các bạn có giá khác. Còn nếu là các bạn là người Nepal, các bạn có giá khác. Và quan trọng nhất nè, cấm quay phim chụp hình. Các bạn luôn nghe nói như vậy, nhưng thực tế nè, mình lật tay ra cho các bạn xem. Quay chụp hình 25 đô, quay phim 700 đô. Các bạn hình dung, các bạn đang buôn thần bán thánh hả? Các bạn làm cái gì vậy? I thought like if you want to take a picture then you have to pay $3 and if you want to make a video then you have to pay $25 for the camera one. Okay. Phone camera. Phone camera. No fees for phone camera. Okay. Tức là bé trả cái tiền này xong rồi nè. Cộng thêm. Cộng thêm. Kinh thiệt. Không, bạn Ấn nãy nói là tao không quan tâm. Tao lấy điện thoại ra chụp nè. Thì bây giờ mình sẽ chỉ mua vé thôi các bạn. Mình không thể nào mà mình chấp nhận cái việc chụp hình trả tiền, quay phim trả tiền, quay phim chuyên nghiệp trả tiền 700 đô. Mình không chấp nhận, mình sẽ chỉ trả tiền vé vô thôi. Và mình vẫn cứ quay bình thường các bạn. Tại vì không có một cái điều nào trên thế giới này mà nó kỳ như vậy ha. Những cái quốc gia này rất là kỳ khôi. Mình đi vòng vòng ở đây hai bên đường để các bạn nhiều lắm. Nếu mà không được phép, các bạn không được quay phim, các bạn không được chụp hình, bởi vì đây là khu vực cấm nha. Ngoại trừ các bạn trả tiền thì được nha.